Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn từ anh em tham gia dự án Black Swap. Để tham gia dự án các bạn click phần link mô tả và các bạn bấm nút start nè. Ta nè. Ai góp này các bạn sẽ nhận được 200 token của kèo là BLX chạy trên nền tảng của Chainlink nha tất cả anh em. Và anh em bấm vào mục donate drop. Sau khi bấm vào donate drop xong các bạn bấm vào nút submit detail. Submit detail ơi. Lộn các bạn donate drop, các bạn làm nhiệm vụ là join một kênh nhóm chat và một kênh channel của bạn. Thưa quý các bạn follow và retweet lên các bạn, rồi bạn bấm vào nút mít đi tên, rồi bạn bấm don nha các bạn. Rồi các bạn gỡ lại cái địa chỉ blue file link cho của mình cho với John Lin của mình các bạn. Với này John Lin chứ không phải với ETH các bạn. Rồi hỏi các bạn có do nó không, các bạn bấm don nha các bạn. Tất cả anh em thông cảm mình nha. Mình luôn người không biết sao luôn. Rồi hỏi you and you with binbot không, you with chà binbot. Rồi bấm z nghe không. Rồi đặt đường liên ghép của mình nha bạn. Các bạn lấy liên ghép này chia sẻ cho bạn bè và người thân, bấm bấm vào share thứ. Rồi mình đang gửi gapper token, gapper nè, balance gapper balance chỉ cộng rồi menu rồi. Vậy video mình đến đây kết thúc các bạn. Token nó sẽ cập nhật sau, mọi thông tin từ website này mình sẽ cập nhật lại thông tin từ dự án này cho tất cả các bạn sau các bạn. Hoặc là chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.